Rồi, chào mọi người. Hôm nay mấy cái cây gốc 500 về thì tôi cũng đưa lên đây để giới thiệu cho mọi người biết là hàng đã về. Cái nhất cái thứ hai nữa là tôi cũng xin giới thiệu cụ thể thêm về cái cây gốc 500 ha. Thì cái cây gốc này nó gồm có 3 size nha. Thì cái size nhỏ nhất là 12 kg, size chung là 22, size lớn là 33. Thì nhiều người mua 500 về xài đó, chúng ta mua size nhỏ quá hoặc là size lớn quá thì chúng ta không có xài được. Bởi vì size nhỏ quá mà xài sắt lớn quá thì nó lại không có chuẩn. Hoặc là size lớn mà đem xài sắt nhỏ thì xài không có được. Thì giờ tôi sẽ đo cái kích thước của từng cái để cho mọi người xem ha, để mình có lựa chọn cho nó phù hợp ha. Thì trước tiên thì đo cái size nhỏ nhất nha. Đây là cái cục nhỏ nhất. Rồi tiếp mọi người ha. Nãy đang kẹt điện thoại. Thì cái ke này là cái size này size nhỏ nhất ha. Thì cái size nhỏ nhất thì tôi đo nè. Cái size nhỏ nhất á thì cái bề ngang của nó đó là 1/2 ha. Bề ngang này là 1/2. Thì thông thường chúng ta quan tâm cái hai cái cạnh gốc này thôi. Hai cạnh này thôi ha. Thì cái cạnh đứng này nha, cạnh đứng bên đây nè đó, cạnh đứng bên đây thì đây cái chiều dài cạnh đứng nó sẽ quyết định cái chuyện mà nhẹ, mạnh hay nhẹ đó, hết mạnh hay hết nhẹ đó, hoặc là nó chính xác hay không đó. Thì cái chiều dài cạnh đứng này là 85,7 ha, đây 85,7 đó, chiều dài cạnh đứng này 85,7. Thì cái lực hút con này là 12 kg đó, lực hút là 10 12 kg. Thì cái này nó phù hợp với những cái sắt mà khoảng vuông 2 ha, vuông 2 2,5 trở xuống, hoặc là 3 vẫn được ha, vuông 3 vẫn được, nhưng mà 3 thì chúng ta hàng những cái khuôn nhỏ thôi, còn những cái khuôn mà lớn á, thì hàng vẫn được nhưng mà nó độ chính xác nó lại không không có cao. Nếu mà vuông 3 trở lên mà chúng ta hàng loại lớn á, chúng ta hàng mà cái chiều dài á, ví dụ cái chiều dài khoảng cỡ 1 mét như vậy, nhiều dài quá đó thì hàng nhỏ này sẽ không có chính xác bằng cái thằng chung đó, do nó cái lực hít nó ít ha, hít nó yếu hơn thì nó sẽ phù hợp nhất những cái thằng ví dụ như dung ba ba mà xài những cái khuôn nhỏ thôi. Thì ok cho xuống ha, thì giờ dày này nó 1/2 ha. Rồi cái đấy tôi xin giới thiệu của thằng thằng chung này. Đây đây là cái size trung ha. Thì cái size trung nó có cái độ dày là 1/7 nha, size trung có như vậy là 1/7 đó. Còn cái cạnh đứng của nó, rồi cạnh đứng của nó cạnh đứng của nó là 111,5 à, là một tấc mốt đó, đó khoảng tấc mốt 15 đó đó, chiều dài chiều cao của nó đó. Thì cái chiều cao này là 1/7, nó sẽ phù hợp với những cái thằng vuông 3 vuông 3 vuông 4, nhưng mà nó cái khuôn cũng vừa thôi ha, đó vuông 3 vuông 4 ha. Thì cũng vừa thôi. Còn nếu chúng ta xài một nói chung hàng này như cái khuôn 36 đó đó, 36 hoặc là 48, mà 48 thì cũng vừa thôi chứ không có dài. Nếu mà dài quá thì chúng ta xài hàng lớn nó sẽ chính xác hơn, chúng ta dựng dựng khung nhà xưởng rồi đó thì mấy này nó sẽ không phù hợp. Lưu ý nha, chúng ta dựng bằng cái khung xưởng hoặc gì đó, hoặc là cái gì chiều dài đó thì này nó sẽ không phù hợp, chúng ta phải xài hàng lớn đó. Còn những cái chi tiết của ta nhỏ 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 thì ta xài hàng nhỏ này đó, thì tùy theo cái nhu cầu mà mình xài. Còn nếu mà anh chị em nào hàng gọi là nhiều đó thì chúng ta nên đầu tư mọi mọi thứ 3 size luôn, gặp nhỏ xài nhỏ, lớn xài lớn, chung xài chung ha. Rồi tôi
tôi sẽ đo thêm cái size to này nha. Đây là cục đại ha, to nhất. Đây. Này nó có cái độ dày là 2,5 nha. 2,5. Lực hút 33 kg, rất là nặng ha. Còn cái chiều cao nó đây. À 135,5 mm. Đó, 1 tấc 35. À, 1 tấc 35 á. Cầm rất là nặng ha, rất là chắc. Thì tôi nói ví dụ như cái đường kính con này nó là 2,5 nè, nó 2,5. Nếu mà chúng ta hàng những sắt mà gỡ 2 phân á thì nó lọt tót đây rồi, sẽ lọt hôm nay chúng ta không có hàng được nha. Lọt này chúng ta không có hàng được do những cái hàng này nó phù hợp với thằng lớn thôi. Nếu mà thằng này nó xài 3-6 đồ cũng được, nhưng mà nó mạnh lắm, hút rất là mạnh, mỗi lần chúng ta thao tác rất là cực. Ví dụ chúng ta thao tác nó cặp vô, chúng ta hàng mà gỡ ra vô ta hít mạnh quá mà, nên chúng ta gỡ ra cái vô nó rất là cực. Nó như phù hợp những cái thằng mà lớn 48 ha, 48 đó, hoặc là dựng nhà, dựng cái gì mà đòi hỏi cái khung nó dài á, nó dài á thì nó đã có thực lực khúc mạnh á, hiện tại nó xài nó. Còn nào mà nhỏ thì chúng ta xài những thằng trung ha, xài trung này nhỏ đó, dựng ba cái khung nào nó nhỏ thì xài trung, còn nhỏ nữa thì chúng ta xài nhỏ đó. Thì hôm nay tôi cũng giới thiệu để tôi đo những cái size, những cái chiều dày, những kích cỡ của nó cho mọi người xem ha, để mọi người có quyết định ví dụ chọn cái size nào nó phù hợp với mình ha. Rồi thì giá của ba cục là 90 160 nha mọi người ha, 90 160. Thì mọi người có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại trên màn hình ha. Rồi, cảm ơn mọi người.